Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình xin giới thiệu mọi người dự án đến từ The Franstan New Aeros nhé. Tức là dự án này là dự án rau mới. Để tham gia dự án Aeros này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mình sẽ làm các nhiệm vụ trên Terra mọi người cho mình nhé. Ok, sau khi vào đây bấm bắt đầu mình. Dự án mà sẽ chia phôi giả thưởng là 200.000 token TSP tương đương cả 30.000 đô mọi nhá. Ok, ở đây mọi nhá, xin mặc cấp trai cho mình nè. Sai mặc cấp trai mọi nhá, thông cảm mọi người. Ok, tiếp theo mọi người sẽ làm các nhiệm vụ đây tên mình. Nhiệm vụ đầu tiên, mọi người sẽ join vào group vào kênh Channel Telegram. Cùng tham gia cho mình. Chat cho người từ. Rồi quay trở lại. Mọi người join vào kênh Channel Telegram. Cùng tham gia cho mình. Ê, mọi người quay trở lại cho mình. Bây giờ mọi người quay xuống dưới, mọi người xuống Big Data. Ở đây mình sẽ nhập địa chỉ email của mọi người vào. Bấm gửi mình. Ok, tiếp theo follow kênh Twitter. Ở đây mình theo dõi kênh Twitter cho mình. Rồi, sau quay trở lại. Tiếp theo ở đây mọi người sẽ gửi profile link kênh Twitter của mọi người vào, gửi vào đây cho mình nhé. Ok. Tiếp theo mọi người follow xem nào. Mọi người join vào kênh Twitter, mọi người retweet là bài đăng rồi cho mình nhé. Đây, là bài đăng trên Twitter. Thì mọi người sẽ follow và retweet lại luôn cho bài đăng này. Đây, bấm thích này, retweet là bài đăng này. Ok, quay trở lại. Nhiệm vụ tiếp theo, mọi người follow, like và follow, retweet là kênh Reddit này. Mở kênh Reddit lên. Mọi người sẽ bấm follow kênh Reddit này. Ở đây mình đã follow rồi. Sau khi follow mà bấm vào ba cái chỗ này. Bấm phần username, sau đó copy profile link kênh Reddit gửi vào đây cho mình. Ok. Tiếp theo mọi người join vào kênh Discord, sau đó gửi username kênh Discord của mọi người vào đây. Ở đây bấm chấp nhận lời mời mình. Ok, sau đó kéo sang phải. Mọi người sẽ bấm vào ba gạch đây. Tiếp theo bấm vào username một copy, sau đó gửi vào Telegram cho mình. Ok. Rồi. Tiếp theo mọi người join vào kênh Coinipia, mọi người chụp ảnh màn hình lại, mọi người follow mọi người bấm vào đây cho mình. Mọi người bấm vote cho mình, sau đó mọi người chụp ảnh màn hình lại. Ở đây mọi người sẽ kéo xuống dưới này. Mọi người sẽ bấm đăng nhập cho mình. Nếu như chưa có tài khoản mọi người bấm đăng ký, nếu nó có tài khoản thì mọi người bấm đăng nhập cho mình nhé. Còn sau khi bấm đăng nhập một cái xuống dưới tiếp tục và tích tôi không phải là người máy. Ở đây mọi người bấm vote cho mình. Rồi sau đó chụp ảnh màn hình lại. Ok, sau đó quay trở lại Telegram. Mọi người sẽ bấm vào cái link này, mọi người gửi ảnh vào đây cho mình nhé.
Đây, ở đây mọi người sẽ bấm vào đây, mọi người sẽ gửi ảnh vào. Bấm chụp ảnh vào, mọi người sẽ gửi cái ảnh này vào cho mình nhé. Gửi ảnh chụp, vừa chụp xong, màn hình xong. Ở đây, mọi người sẽ bấm upload. Mọi người bấm sao chép cái link này. Sau đó mọi người sẽ gửi cái link này vào. Đây. Bấm gửi vào đây. Ok. Rồi tiếp theo mọi người vote ở trên CoinHoot cũng thế nhá, mọi người chụp ảnh màn hình lại. Mấy đứa ở trên dưới kia thì bảo là nghĩ là tầm nửa tháng rồi xong bắt đầu mới mua và ok, ở đây mọi người sẽ bấm mũi tên đây này. Bấm vào mũi tên đây này. Rồi. Chụp ảnh màn hình lại luôn mình. Rồi như chỉ thế thôi đúng không? Chụp ảnh màn hình lại nhá. Rồi sau đó quay trở lại Telegram tiếp tục gửi cái link vào trang này cho mình. Đây mọi người sẽ bấm đây, mọi người gửi ảnh vào. Bấm upload ảnh này. Ok, sau đó bấm sao chép link. Gửi link vào đây Telegram cho mình. Ok. Tiếp theo mọi người subscribe kênh YouTube. Ở đây bấm đăng ký kênh YouTube này. Sau khi bấm đăng ký kênh thì mọi người sẽ bấm vào video này. Mọi người sẽ bấm chia sẻ lên video này lên kênh Twitter cho mình nhé. Bấm like này, chia sẻ lên kênh Twitter này. Bấm chia sẻ lên kênh Twitter cho mình. Bấm đăng tweet này. Rồi sau đó quay trở lại kênh Eros của mọi người. Bấm vào avatar này, bấm vào kênh của bạn này. Mọi người bấm vào bao gạch bên này. Mọi người sao chép cho mình chia sẻ này. Bấm sao chép profiling kênh YouTube của mọi người. Sau đấy gửi vào Telegram cho mình nhé. Ở đây bấm Z này. Nó hỏi là mọi người đã dõi vào kênh YouTube chưa, bấm Z. Rồi sau đó gửi profiling kênh YouTube của mọi người vào đây. Ok, tiếp theo quay trở lại kênh Twitter. Bây giờ mọi người quay trở lại kênh Twitter mình. Sau khi vào kênh Twitter thì mọi người sẽ bấm một avatar, bấm vào hồ sơ. Ở đây mọi người sẽ có cái video mọi người vừa chia sẻ xong đúng không ạ? Hình như mình chưa chia sẻ xong, mọi người đợi mình lát nhé. Đây, sau khi bấm vào đây mọi người sẽ bấm một chữ xem này. À, sorry. Đây, bấm vào đây này. Mọi người sao chép lại cái link này. Sao chép lại cái kết. Rồi, sẽ gửi cái link vào đây cho mình nhé. Tức đây là cái video mọi người chia sẻ ở trên YouTube, chia sẻ lên kênh Twitter nhé. Sao copy cái link này cho mình. Rồi. Ở đây nó hỏi là mọi người join vào kênh liên kết trên Twitter chưa, mọi người sẽ join vào, sau đấy mọi người like, retweet lại kênh liên kết. Tìm đến dự án nhé, mọi người đây, dự án của nó đây, bấm thích này, retweet này. Ok, quay trở lại Telegram. Ở đây bấm Z cho mình. Bấm Z cho mình. Rồi, join vào kênh Telegram, kênh channel, bấm Z cho mình. Ok, địa chỉ ví ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BC ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người nhé. Bấm sao chép địa chỉ ví BC hoặc địa chỉ ví ETH của mọi người. Sau đó gửi vào đây. Ok, bấm join vào kênh group Telegram. Đã join rồi, bấm complete. Rồi bây giờ bấm buy lần cho số dư nhé. Với dự án này mọi người sẽ nhận 40 token TSP mọi người nhé. Cảm ơn mọi người xem video, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video về dự án tiếp theo.